Xin chào mừng tất cả quý vị và khán giả, chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh được truyền tải trực tiếp từ sân bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu cuối cùng tại trong giai đoạn lượt đi tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2023. Cuộc đối đầu ở khung giờ sớm sẽ là cuộc đối đầu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam, đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đối đầu với họ bên phía bên kia chiến tuyến đó là Thành phố Hồ Chí Minh 2. Thì họ sẽ sở hữu phần sân bên phải màn ảnh của chúng ta ở trong ngày hôm nay. Và đây là đội hình ra sân của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Người được đứng trong khung gỗ của Than Khoáng Sản Việt Nam là Trần Thị Ngọc Anh, thủ thành dự bị thay vì Khổng Thị Hằng. Những cầu thủ chơi phía trên bao gồm Trần Thị Thu Xuân, số 8 Nguyễn Thị Trúc Hường ngồi trên băng ghế dự bị khi mà phải đối đầu với một Thành phố Hồ Chí Minh 2 không phải là quá mạnh. Và tiếng còi khai cuộc cũng đã được vang lên bởi trọng tài chính Trần Thị Thanh. Dương Thị Vân, một đường chuyền sáng tạo cực kỳ hay của Dương Thị Vân. Đường vào! Bóng vẫn đến được với vị trí của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Và đường bóng vào trong không thành công của Thúy Hằng. Nhảy bóng rất tốt. Đường vào, đánh đâu! Rõ ràng là Nguyễn Thị Thúy Hằng quá nguy hiểm ở trong khả năng di chuyển của mình. Một khả năng di chuyển không bóng cực kỳ thông minh của số 19. Đang là thủ thường với những tình huống khó chịu. Đấy rồi, cơ hội, đưa vào! Trước đó là những cơ hội đánh đầu và lần này là một tình huống dứt điểm. Nó lại đi vào một cái chân trái của Thúy Hằng. Thu Xuân chơi rất đồng đội khi quyết định đó là một đường căng ngang dành cho đội trưởng Thúy Hằng. Trúc Xuân. Ôi, và thế là bàn thắng cũng đã đến với Than Khoáng Sản Việt Nam. Thúy Hằng Trúc Hương cũng sẽ hơi bất ngờ với việc có cho mình bàn thắng ở trong tình huống rồi. Cùng xem lại. Đó có lẽ là một tình huống phản lưới nhà thay vì là một pha dứt điểm đến từ Trúc Hương. Một tình huống phá bóng vô tình nó trở thành một pha phản lưới nhà. Đường vào. Đánh đầu. Vẫn còn. Rất lộn xộn. Dứt điểm. Và đó là tay sân bàn Hà Thị Nhài. Cú dứt điểm ở khoảng cách gần đã giúp cho Hà Thị Nhài lại nâng tổng số bàn thắng của mình ở trong mùa giải năm nay. Cộng 1 vào trong số lượng bàn thắng mà Hà Thị Nhài ghi được. Cầu thủ số 23 Hà Thị Nhài ghi bàn cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Phối hợp sang bên phía cánh trái. Tạt bóng vào. William. Bóng vừa lướt qua khung thành của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 2 với một cách cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là pha băng vào của Thúy Hằng là có cơ sở và có lẽ rằng chỉ thiếu đi một chút điểm chạm của Thúy Hằng để có thể mang về bàn thắng dành cho tiền đạo mang số 19 bên phía đội bóng Than Khoáng Sản Việt Nam. Đường chuyền này lần này là một đường chuyền không thành công nhưng vẫn còn. Dứt điểm ngay. Dứt điểm. Và băng vào dứt điểm quá hay của Nguyễn Thị Vạn. Tình huống băng vào và lựa chọn dứt điểm ngay bằng cho mình một cái chân trái. Đường khai chuyển bóng dài phía trên cơ hội tốc độ dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 2 ở trong tình huống vừa rồi. Đó là một cơ hội quá lớn mà cầu thủ áo vàng có được. Và đặc biệt là cơ hội của Nguyễn Thị Trâm. Một pha vứt bóng dài lên phía trên và rõ ràng Nguyễn Thị Trâm đã có một cơ hội để đối mặt với vị trí của thủ thành Ngọc Anh. Một tình huống mà Ngọc Anh cũng đã có một tình huống băng ra chính xác. Cùng với đó là hai sự theo kèm rất khó chịu đến từ số 22. Nguyễn Thị Vạn. Không được. Đó là một tình huống băng ra ra vào cực kỳ chính xác đến từ vị trí của thủ thành Đoàn Thị Ngọc Phượng.
Hai bên phía đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh bị đau. Nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Thủ Xuân, Nguyễn Thị Vạn rất nguy hiểm, chút nữa đã phải nhận bàn thua thứ ba. Nhưng mà một tình huống đánh đầu của Diễm Quỳnh ở trong tình huống vừa rồi nó vô tình khiến cho trái bóng đi đổi hướng. Phải chú lại không nhìn lại. Hai bên phía Than Khoáng Sản. Và đây có lẽ sẽ là tình huống lên bóng cuối cùng ở trong trận đấu này. Đúng vào. Đánh đầu. Và đúng lúc này thì trọng tài Trần Thị Thành cũng đã thổi hồi còi kết thúc trận thi đấu giữa các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam cùng với Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tỷ số là 2-0 nghiêng về dành cho các cầu thủ đến từ đất mỏ. Thì Than Khoáng Sản sẽ dành cho mình một chiến thắng trước đại diện của miền Nam. Và họ sẽ kết thúc lượt đi với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 7 vòng đấu.